Chào các em trong bài học ngày hôm nay sẽ giới thiệu các em về một số mã code HTTP của response trả về. Thì dựa vào mã code response trả về này mà trình duyệt có thể hiểu được là server đang gửi yêu cầu gì, cũng như là thông báo ra sao. Thì ở đây có hơn 500 mã code thì các em chú ý cho anh. Mã code 100 tức là tiếp tục. Mã code 200 tức là request gửi lên là ok và trả về thành công. Các em chú ý cho anh một số mã code trong đây là mã code 200 này. Ở đây các em có thể mã code là 301 tức là chuyển hướng. Chuyển hướng ở đây tức là các em khi em có một đường dẫn thì nó chuyển hướng sang một đường dẫn khác là chuyển hướng. Mã code tiếp theo các em chú ý cho anh, đấy là mã code 401, tức là yêu cầu xác thực. Khi em yêu cầu login của server để nó trả về mã code 401 thì nghĩa là client phải chuyển đến form login để login. Tiếp theo là mã code ở đây, mã code là 403, tức là các em đang truy cập vào một cái tài nguyên bị hạn chế. 404 tức là đường dẫn không tìm thấy. Thì ở đây các mã code 500 502 đúng không? Thì các em có thể tìm hiểu sau này. Ví dụ mã code 500 tức là server trả về một cái lỗi mà không mong đợi. Thì để cụ thể về ví dụ này thì anh cùng các em đi vào trong ví dụ của Eclipse Thì trong project lần trước thì là demo servlet anh cùng các em đã tạo một số cái servlet rồi đúng không? Thì trong bài học này anh sẽ tạo một cái servlet mới trong package com trong trung tâm Java ở đây. Anh đặt tên là code subplet. Và class này cũng extend từ cái http servlet và đây anh có hàm do get để đón nhận request phương thức là get. Và trong này anh có một đối tượng là response. Trả về là set content type để trả về ở đây, chính là text html. Và đây anh dùng cái đối tượng response này, anh set errors ở đây, chính là cái mã code anh trả về. Thì ở đây anh sẽ trả về anh giả dụ trả về 404 chẳng hạn đúng không? Ở đây là 404. Thì anh sẽ chạy chương trình này, thì anh sẽ cấu hình ở đây là web servlet. Và URL pattern ở đây chính là test code. Anh sẽ clean server và chạy lại chương trình này. Thì sau khi server start up thành công, anh sẽ lên trình duyệt anh gõ cái URL pattern test code này. Thì các em thấy là nó trả về trình duyệt trả về cho anh là một cái 404, tức là nguồn tài nguyên không tìm thấy đúng không? Đây, the requested resource is not available, tức là nguồn tài nguyên không tìm thấy. Ở đây anh có thể trả về mã mã code là 200 chẳng hạn. Thì anh sẽ stop server và anh clean anh start up lại. Và anh start up lại server. Thì sau khi server start up thành công thì anh uh, refresh ở đây thì các em thấy là nó trả về thành công đúng không? Bởi vì anh không trả về nội dung gì cả. Ở đây thì các em uh, anh giả dụ ở đây sẽ là mã code là 401. Tức là yêu cầu uh, xác thực đúng không? Thì anh sẽ clean server. Anh xếp lại anh clean server đúng không? Và anh start up lại server. Thì th sau khi server start up thành công thì anh sẽ refresh. Thì em thấy là nó yêu cầu là mã code là 401. Ở đây nó yêu cầu anh là phải authentication tức là phải xác thực thì ở đây các em có thể dùng mã code 500, tức là bị lỗi. Thì đây là một số mã code. Cách các em dùng mã code là các em send cái mã code này về. Dùng cái hàm là respawn set error ở đây. Các em chỉ cần truyền mã code vào thôi. Thì tự động là chương trình duyệt sẽ hiểu được là cái mã code các em truyền về là gì. Anh là dụ ở đây, anh truyền về mã code 500. Và anh vẫn dùng print writer ở đây. Bằng là respawn, đúng không? Chấm get writer. Và anh vẫn trả về cho anh một cái là print ln ở đây. Chính là xin chào trung tâm Java Anh sẽ top server Thì các em chú ý cho anh, anh trả về mã code 500 tức là bị lỗi trên server Nhưng anh vẫn trả về nội dung, thì anh clean server, anh chạy lại xem điều gì xảy ra Anh start lại server thì sau khi server start thành công thì anh sẽ refresh cái này. Các em thấy là mặc dù anh trả về lỗi, anh trả về một cái nội dung nhưng mà anh trả về code 500 thì trình duyệt vẫn hiểu là cái server gặp một cái lỗi và không thể trả về được như vậy cái mã code này sẽ ảnh hưởng đến cái việc kết quả trả về của các em thì các em chú ý cho anh một số mã code như là 200, 301, 404 đúng không hay là 401 hay là 500 thì trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái form get hay là form post trong uh, Supplet. thì hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo